đời cho đất nước quê hương và sáng tấm gương tuổi cao chỉ khi kiên cường xây non nước nhà là sự nghiệp vinh quang. Ta hát bài ca người cao tuổi miền Nam truyền thống anh hùng gìn giữ gian sang người sáng tấm gương trong gian khó can trường quý chí diệt hồng người cao tuổi miền Nam. Truyền thống ngày hôm nay được thật là long trọng và vui hơn nữa cả nhà.